chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ ăn theo icon nè. Thì icon đầu tiên đó chính là icon pizza, tiếp theo là icon hai ngón tay và hai icon hamburger nữa. Wow, thật là hấp dẫn. Và icon ly bia. Wow, lần đầu tiên Happy mới thấy icon ly bia luôn á. Và cuối cùng là icon thanh long. Wow, thanh long Happy thấy rất là ngon luôn. Và bây giờ Happy sẽ ăn theo icon cho các bạn xem nha. Icon đầu tiên đó chính là icon pizza nè. Đó, các bạn thấy chưa, pizza thật là ngon luôn. Happy không có ăn pizza thiệt đâu, nhưng mà Happy sẽ ăn pizza kẹo dẻo nè. Bây giờ Happy sẽ mở ra cho các bạn xem nguyên cái hình cái pizza luôn nè. Wow, thật là hấp dẫn. Rồi bây giờ Happy cho bạn xem cái đế nè. Ừ, cái đế nó có màu nâu. Wow, à nè, Happy mới phát hiện là cái pizza nó có rất là nhiều vị luôn. Nè, cái màu xanh xanh đó là rau. Và có thêm một cái núm nữa. Cái núm thật là dễ thương luôn đó. Rồi, có thêm mayonnaise là màu trắng. Còn màu đỏ là tương cà đó. Wow, thật là ngon. Đây, các bạn thấy chưa, cái pizza của Happy nè. Ồ, cái mùi Happy nghe nó hơi chua nha. Từ cái mùi nó chua. Thôi, bây giờ Happy sẽ ăn cho các bạn xem nha. Trời ơi, cái pizza của Happy nó vừa dai nhát và nó vừa chua luôn đó. Yêu, tụi nó chua quá à. Chua mà Happy khóc, Happy chảy nước mắt luôn á. Các bạn nhìn nè, thấy không? Đó, Happy lau nước mắt của Happy. Hình như cái kẹo pizza này là kẹo chua hay cái gì á. Chứ hồi đó Happy ăn là cái kẹo pizza của Happy là nó không có chua tới gì vậy đâu, mà rất là ngon luôn. Hình như là cái pizza này là loại chua đó, chứ không phải cái loại ngọt mà Happy thường ăn đâu. Trời ơi, nó chua quá à. Nè, nhưng mà Happy nói với các bạn nghe nè, cái pizza của Happy á, là cái mặt trước thì nó hơi ngọt nha, còn mặt sau thì nó chua lẹ chua lét luôn á. Thấy không, con mắt của Happy chảy nước mắt luôn rồi nè. Rồi, thôi bây giờ Happy sẽ nếm lại cái vị nha. Nãy giờ Happy giỡn thôi chứ Happy nếm nè. Thật nó vẫn dai nha. Thì nó vẫn chua. Đó, các bạn thấy không, cái mặt của Happy vậy là nó vẫn chua đó, chứ nó không có ngọt đâu. Tại vì cái pizza này là một cái loại chua, với lại cái pizza là nó có thêm một cái loại ngọt nữa, chứ không phải là có loại chua không đâu. Icon tiếp theo đó chính là icon hai ngón tay nè. Wow, ê, nhìn giống cái đồ chơi mà dính dính lên tường đó. Ê, hình như cái này, hình như hồi đó Happy có chơi rồi nè. Cái này chơi rất là vui luôn nha. Nhưng mà cái này là loại để ăn chứ không phải là loại để chơi đâu nha. Nên các bạn nhớ nha. Chứ cái này là đồ ăn chứ không phải là đồ chơi cho các bạn chơi đâu. Cái kẹo này thì nó bị chảy ra, nó dính vô cái khuôn luôn rồi. Trời, nó cứng ngắc luôn. Nó còn dính tay Happy nữa, rất là khó chịu luôn đó. Trời, cái móng của Happy nó dính kẹo dẻo trong đó luôn nè. Happy lấy ra cũng không được đâu. Thôi, bây giờ mình để trong đó mình ăn luôn đi. Rồi, bây giờ Happy sẽ ăn thử coi ở trong đây có vị gì cho các bạn nghe nha. Nghe coi ở trong đây có cái vị gì nè. Thì Happy nghe một cái mùi cola. Ngửi một cái mùi cola rất là thơm nè. Ừ, nó vẫn dính tay của Happy, dính vô móng của Happy luôn. Rồi, bây giờ Happy sẽ ăn thử nha. Oh my god, các bạn ơi. Oh my god, kẹo này nó chua. Wow, chua lét luôn. Wow, rất là hấp dẫn, rất là ngon luôn. Happy thấy kẹo này là 5 điểm nha. Wow, rất là ngon. Happy nó giỡn chứ cái kẹo này nó chua lắm á, chứ không, nó cũng không có ngon cho lắm. Happy thấy cũng được nha. Happy cho 5 điểm thôi. Thôi, bỏ qua bên đi, Happy sẽ ăn kẹo hamburger. Wow, có tổng cộng là 7 tầng nha. 7 tầng mà Happy đưa hai ngón tay đó. Happy đưa lộn quá các bạn ơi. Thôi, bây giờ Happy sẽ mở ra cho các bạn xem cái hamburger này, chứ nãy giờ Happy nói nhiều quá. Đó, à, nó có thêm cái đế bánh nữa nè, và nó có thêm cái miếng thịt. Wow, và tiếp theo nữa là rau. Và nói chung là hai cái bánh hamburger là 7 tầng đó nha. Rồi, thôi bây giờ Happy sẽ mở cái hamburger này cho ra cho các bạn xem nè. Đó, nó có thêm một cái lớp mũ á, thấy không? Rồi, mở ra nè. Rồi xong, để qua hoàng bên đi. Giờ mình sẽ ăn cái hamburger nha. Yeah. Wow, cái hamburger nó có mùi rất là hôi nha. Thôi, bây giờ Happy sẽ ăn cho các bạn nghe cái vị nó có vị gì nha. Rồi, thì đầu tiên Happy sẽ ăn thử cái bánh nè. Cái bánh thì nó hơi ngọt ngọt và nó hơi chua chua. Nói chung là Happy cũng không biết là, không rõ là nó có vị gì hết. Nói chung là nó cũng được thôi chứ không phải là ngon đâu. Và tiếp theo Happy sẽ ăn rau nè. Ăn rau vô cho kiểu như là cho mình khỏe nha. Cho mình kiểu như là cao lên đó. Wow, nói chung là Happy thấy cái kẹo rau này rất là ngon luôn. Trời ơi, Happy ngon mà. Ui,
rồi xong rớt luôn cái kẹo luôn, nhưng mà không sao. Trời ơi, Happy thích cái kẹo ra quá vậy, giờ Happy quẩy vòng vòng vậy. Rồi tiếp theo Happy sẽ ăn cái thịt, miếng thịt nha. Cái miếng thịt thì Happy thấy nó cũng giống cái đế bánh nè, thấy cũng không có ngon. Nói chung là Happy thấy miếng rào ngon lắm. Thôi bỏ cái hamburger qua bên đi, Happy sẽ ăn cái icon tiếp theo nha. Icon tiếp theo đó chính là icon ly bia. Thì chúng ta sẽ có một cái gói bột bia như thế này nha. Đó, người ta dặn là bỏ cái gói bột này vô nước thì nó sẽ sôi lên gì nè. Wow, nhìn thật là đẹp mắt luôn á. Rồi bây giờ Happy sẽ mở ra xem ở trong đây có cái gì nha. Đó, tự nó dài quá Happy mở nó hơi khó. Cái mùi nó không được thơm cho lắm nha. Mà Happy nhắc lại nè, cái này không phải là bia thiệt đâu, đây là bia giả đó, cho các bạn kiểu như là trẻ nhỏ chơi và uống thôi nha. Rồi bây giờ Happy đổ vô nè. Trời mới đổ vô Happy thấy cái màu nó hơi đục nè. Tại vì Happy thấy xong cái hướng dẫn đó, thì Happy thấy nó rất là trong luôn. Nhưng mà Happy thật sự là hiểu lầm nó rồi, chứ thật ra một chúng ta quậy một chút nữa thì nó sẽ trong ra rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ Happy sẽ khuấy lên. Các bạn để ý cái lớp bọt ở trên nè. Đó, từ từ nó phồng lên, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, thấy chưa? Trời ơi, mới khuấy có một chút mà bọt nó nổi rất là nhiều luôn nè. Happy thấy rất là đẹp luôn. Hồi nãy bọt nó có một chút à. Đó, thấy chưa? Mới quậy có một chút là cái ly của chúng ta nó đã trong suốt rồi nè. Nhìn y như là bia thiệt luôn á. Và đây chỉ là bia giả thôi nha, không phải là bia thiệt đâu, không phải là Happy uống bia đâu, đây chỉ là nước ngọt thôi. Rồi Happy sẽ ngửi nha. Cái mùi nó hơi kỳ một chút, nhưng mà bây giờ Happy sẽ uống thử. Các bạn ơi, các bạn không nên uống cái bột này đâu, tại vì cái bột này rất là dở luôn á, mà nó còn vừa hôi nữa. Happy thấy nó rất là dở luôn. Nói chung là Happy chê nha, tại vì cái ly bia này rất là dở. Cái bột này các bạn không nên thử đâu, tại vì nó có không điểm, tại vì Happy nghe rất là dở. Thôi để ly bia qua một bên đi, Happy sẽ ăn cái icon tiếp theo nha. Icon tiếp theo đó chính là icon thanh long nè. Mặc dù cái icon đó là thanh long trắng, nhưng mà Happy sẽ ăn thanh long ruột đỏ nha, tại vì thanh long ruột đỏ nó ngon hơn. Đó, các bạn thấy chưa? Đồ thanh long của Happy rất là hấp dẫn luôn. Tại vì hồi nãy Happy mới bỏ tủ lạnh xong, bây giờ nó rất là mát luôn đó. Rồi, bây giờ Happy sẽ ăn nha. Đồ nó lạnh quá bạn, nó lạnh mà tê tay luôn. Thôi mình bóc đại đi. Các bạn nhớ rửa tay trước khi ăn nha. Tại vì Happy rửa tay rồi Happy mới ăn đó. Rồi, bây giờ Happy sẽ ăn nha. Đó, Happy để cái môi của Happy vô, tự nó đỏ lét cái môi luôn. Y như là màu hồng cánh sen nha các bạn ơi, nhìn rất là dễ thương luôn. Wow, cái thanh long này Happy chấm 10 điểm nha. Tại vì cái thanh long Happy thấy rất là ngon. Nó ngon hơn là mấy cái kẹo dẻo đó. Đó chứ Happy là Happy thấy cái thanh long này rất là ngon. Happy chấm cái thanh long này là ngon nhất ở trong mấy cái icon nè. Đó, thấy ông giờ cái môi của Happy nó đỏ lén luôn rồi, nhìn mắc cười quá à. Cái thanh long này Happy chấm là 10 điểm nha. Tại vì Happy thích ăn trái cây hơn là mấy cái kẹo. Tại vì trái cây nó còn giúp mình bổ sung thêm kiểu như là mấy cái chất gọi là vitamin nè, vitamin C, vitamin B. Nói chung là có mấy cái chất kiểu như là có rất là nhiều chất bổ trong trái cây, và nó rất là tốt cho sức khỏe nha. Nên Happy rất là thích ăn trái cây luôn. Còn kẹo thì Happy thấy kẹo nó không có được ngon cho lắm. Nói chung là Happy thích thanh long nhất nha. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn thích Happy ăn theo icon nữa thì các bạn hãy nhấn like thật là nhiều cho Happy, để Happy có động lực làm thêm những ăn theo cái icon các bạn ra nha. Và nếu như mà các bạn thích thì nhớ like và share cho mình. Và giờ thì chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.